Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Đây là điều tốt nhất mẹ có thể làm cho con mà thôi. Bây giờ, việc còn lại tùy vào số phận con có sống sót hay không. Nếu con còn sống, sau này mẹ con mình sẽ gặp lại. Còn nếu không, thì đó là ý trời. Giờ mẹ phải đi đây. Nóng quá, trong này nóng quá, phải ra ngoài thôi. Mát quá, thoải mái quá. Ủa, ở đây là ở đâu vậy? Sao trông đẹp thế này? Còn mình là ai? Mình đến từ đâu? Sao chỉ có một mình không vậy? Nhanh lên đi mọi người ơi, mau về hang của chúng ta thôi. Hả? À, này, hình như mấy người bỏ quên tôi thì phải. Gì vậy trời? Ngươi là ai? Có liên quan gì bọn ta? Không phải, mấy người tạo tôi ra rồi định bỏ rơi tôi hả? Tôi đói rồi, mau cho tôi ăn đi. Hai, thì ra là một sinh vật mồ côi mới nữa. Ngươi đói thì đi tìm những động vật xé xác ăn thịt đi. Chết tiệt, ngươi bị ngáo à? Sao lại tấn công bọn ta chứ? Thì các ngươi nói đói bụng xé thịt ăn mà. Nhưng mà bọn ta đang giúp đỡ ngươi, ngươi không được làm vậy. Nếu không, trời chu đất diệt ngươi. Hãy đi tìm những con mồi hoặc kẻ thù xé xác ăn thịt bọn chúng. Đi đi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Hãy cẩn thận, nhớ ăn no xong phải ị nghe chưa? Như vậy ngươi mới mau lớn được. Mình phải tìm con mồi ở đâu chứ? Kẻ thù ở đâu chứ? Tụi bay, mau chia ra tìm đi. Ủa, gì vậy? Hả? Phát hiện có một sinh vật nhỏ bé kỳ lạ. Mau tới đó ăn thịt trước đi. Hả? Lũ chết tiệt này, cái người làm gì vậy? Chết xe tên ra, chết xe tên ra. Ngon quá, thịt của bọn chúng ngon quá. Vậy thì ta sẽ ăn sạch thịt ngược lại các ngươi. Tha cho tôi đi, tha cho tôi. Các ngươi chưa đó. Đau quá, đau quá. Hả? Cứu tôi, có ai cứu tôi không? Ủa, thứ gì vậy? Hình như nó đang bị thương, còn bị một bầy cá bóng đèn xé xác nữa. Không lẽ đó là mẹ của mình? Chết tiệt, mau cút đi, cút đi. Đau quá. Ai quá, làm ơn đuổi bọn chúng đi, tôi chịu hết nổi rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con sẽ bảo vệ mẹ. Cút đi, bọn bé két đi, có tin ta sẽ xác các ngươi không? Hết rồi, mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ. Cảm ơn cậu đã cứu tôi, nhưng mà cậu là ai? Tôi đâu có quen cậu đâu, sao gọi tôi là mẹ chứ? Cái gì chứ, không phải bà đẻ tôi ra, vứt tôi ở đằng kia hay sao? Cậu là loài nào, tôi cũng không biết nữa. Còn tôi là quái vật hồ Loch Ness, tôi cũng vừa mới đẻ con của tôi còn ở trên bờ đó. Tôi lặn xuống nước đi kiếm thức ăn bồi bổ thì bị kẻ thù tấn công, bị thương nặng. Tôi trốn vào đây dưỡng thương thì bị lũ cá bóng đèn câu rỉ. Thì ra là vậy. Vậy bà mau quay về với con của mình đi. Không ổn rồi, bụng của tôi đã bị lũng nhiều lỗ rồi, tôi không thể bơi tiếp tục. Trước sau thì tôi cũng chết. Làm ơn cậu hãy lên bờ tìm các con của tôi, bảo chúng nó hãy bơi về bờ biển đông, nơi đó sẽ có bầy loài quái vật hồ Loch Ness sinh sống. Cái gì? Lên bờ à? Nhưng mà tôi nhỏ như thế này thì làm sao có thể? Vậy thì cậu hãy ăn lấy người của tôi, cơ thể tôi đầy dinh dưỡng sẽ giúp cậu mau lớn tột bậc. Này, khoan đã. Bà ta trông thật tội nghiệp. Vậy thì mình sẽ cố gắng giúp đỡ bà ta vậy. No quá. Mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi. Wow, thân hình của mình sao trông quái lạ thế này. Cá không ra cá, run không ra run. Thôi được rồi, trước tiên phải giữ lời hứa với quái vật hồ Loch Ness lúc nãy đã. Hả? Đây là trên bờ hay sao? Wow, còn đẹp hơn cả dưới nước nữa. Ủa, nhưng mà khoan, mình có thể thở được trên cạn. Hay quá đi. Mau quay lũ thủy quái này.
Chiều hôm nay chúng ta có thức ăn ăn rồi. Ồ, gì vậy? Thôi chết, lũ quái vật hồ Loch Ness con. Mình phải tìm bọn chúng trước khi bọn chúng gặp nguy hiểm. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, chúng con sợ quá. Mình nghe có tiếng khóc la hét ở quanh đây. Không lẽ là bọn chúng? Đúng rồi, bọn chúng ở đằng đây. Chết tiệt, lũ quái thú bốn chân kia. Mau tránh xa lũ quái vật hồ Loch Ness con mày ra. Mẹ kia, có kẻ tới giành con mồi của chúng ta kìa. Anh em đâu, mau tập trung xe xác nó đi. Cái lũ bốn chân đáng ghét trên cạn này. Các ngươi định làm bậy à? Được lắm, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của thủy quái kỳ lạ tới đây là như thế nào. Mẹ kia, nó giết chết đồng loại của chúng ta. Cô kia, chúng ta liều mạng với mày. Đúng là lũ không biết tự lượng sức, trứng mà đòi chọi dưới đá. Này, lũ quái vật hồ Loch Ness con kia. Hả? Sao lại xuất hiện thêm một quái vật nữa vậy? Lần này còn kinh khủng hơn. Làm ơn, tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ là những đứa nhỏ không biết gì mà thôi. Các ngươi đừng sợ, ta đã gặp mẹ của các ngươi. Và mẹ của các ngươi bảo ta đi tìm các ngươi, khuyên các ngươi nhanh chóng bơi về phía bờ biển đông. Nơi đó có rất nhiều đồng loại của các ngươi. Cái gì? Mẹ của chúng tôi đã chết rồi sao? Mẹ ơi, mẹ ơi. Các ngươi đừng đau buồn nữa. Nhanh lên, mau lên đường đi. Càng sớm càng tốt. Đúng lại, lũ quái vật nhỏ bé đó không được phép đi. Ta phải bắt bọn chúng ăn thịt bồi bộ. Chết tiệt, mau đi đi. Chúng tôi biết rồi, chúng tôi biết rồi. Mau lên đường thôi anh em. Mẹ kiếp mày, mày không ăn thịt bọn chúng thì để cho tao ăn. Tại sao lại thả bọn chúng đi? Mày có biết cơ thể của bọn chúng rất nhiều dinh dưỡng lắm không? Đứng lại, tao không cho mày đụng tới bọn chúng đâu. Thứ quái gì kinh tởm độc ác kia. Chết tiệt, mày làm bọn chúng chạy mất tiêu rồi. Được lắm, được lắm. Tao không được ăn thịt bọn chúng thì tao sẽ xé xác ăn thịt mày. Tôi đang ghét này. Mày cũng lợi hại đó. Nhưng mà hãy xem sức mạnh của tao đây. Tất nhiên là ta lợi hại rồi. Ta vừa hút máu của một con rồng thiên long từ trên trời rơi xuống để ta cho ngươi thấy sức mạnh mà ta vừa mới có được. Người đang nói lảm nhảm gì đó? Gì mà thiên long, gì mà rồng chứ? Hãy mau biểu diễn sức mạnh của ngươi trước khi ta lấy cái đầu của ngươi lìa khỏi xác đi. Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ chỉ chỗ con rồng thiên long đó cho ngươi. Còn nếu không, ngươi sẽ biến thành thức ăn cho ta. Chết đi! Như thế này! Rồng thiên long ở khu rừng phía trước. Thật quái lạ, tại sao mình lại hấp thụ sức mạnh sấm sét mà mình nói tỏ ra chứ? Hả? Nó nói cơ thể của rồng thiên long gì đó ở khu rừng phía trước. Mình đi xem thử coi như thế nào. Ủa, có thấy gì đâu? Không lẽ thứ chết tiệt đó dám lừa mình à? Khoan, đằng kia có thứ gì dài thòn lòn vậy? Không lẽ đó chính là rồng thiên long từ trên trời rơi xuống? Đúng rồi, thứ này chắc chắn sẽ bay khắp nơi và biết rất nhiều chuyện. Có thể nó cũng sẽ biết nguồn gốc cha mẹ của mình là ai. Nhưng thật đáng tiếc, nó đã chết rồi hay sao? Người là ai nữa? Người định làm gì ta? Người định ăn thịt ta nữa phải không? Người còn sống à? Hay quá, đừng hiểu lầm. Ta biết ngươi là rồng thiên long, biết rất nhiều chuyện. Làm ơn giúp ta, cho ta biết ta là loài nào, ta đến từ đâu, cha mẹ ta là sinh vật gì. Ta bị thương sắp chết rồi, không thể nào giúp ngươi được. Không, ngươi sẽ làm được mà. Để ta gợi ý cho ngươi. Ta nở ra từ một cái trứng dưới đáy đại dương. Cơ thể ta dài giống rắn, nhưng mà hình thù của thủy quái. Ta bơi khắp biển nhưng chẳng thấy được loài nào giống ta cả. Cái gì? Vừa giống rắn vừa giống thủy quái à? Không lẽ ngươi là ai? Con của ta sinh ra mà. Không thể nào. Ngươi là rồng trên trời, còn ta là sinh vật kỳ lạ dưới nước cơ mà. Đúng rồi, càng nhìn kỹ con càng giống cha của mình. Mẹ
là rồng thiên long, nhưng lại yêu cha con là một thủy thần trên thiên đình. Nhưng trên thiên giới không cho thần tiên yêu nhau. Mẹ không muốn con bị giết chết nên đã để con xuống đáy đại dương. Gì chứ? Bà thật sự là mẹ của tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cha đâu rồi, cha đâu rồi hả mẹ? Mẹ bị lũ thiên binh đánh cho tan xác thế này, còn cha con bị giao cho lũ thiên long tộc hành hạ, có lẽ ông ấy đang chịu đau đớn trên trời. Con ơi, bây giờ thiên đình chưa phát hiện ra con, mau lên, mau lên, chạy đi. À con, ăn lấy cơ thể của mẹ. Cơ thể của mẹ là cơ thể tu luyện triệu năm, sẽ giúp phép thuật của con được khai mở. Không, mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Con sử dụng thân thể của mẹ để cường hóa khả năng của con. Con sẽ đi cứu cha. Wow, wow, người của mình, người của mình tràn đầy năng lượng sức mạnh sấm sét. Hay lắm, hay lắm. Đến lúc rồi, ta sẽ lên thiên đình náo loạn để cứu lấy cha ta. To kìa, kẻ nào dưới trần gian dám gây chấn động thế kìa, mau dừng lại cho ta. Kẻ nào dám cản đường của ta, chết tiệt. Khốn kiếp, khốn kiếp, kẻ nào mau xuất hiện đi. Thì ra dưới trần gian này lại xuất hiện một thứ thủy quái tu luyện thành tinh mạnh đến như thế à. Chết tiệt, vậy thì ta sẽ thay thế cho thiên binh thiên tướng Trương Chỉ hóa kiếp ngươi thành cát bụi. Chết tiệt, chết tiệt, giọng của hắn phát ra đằng kia. Là một con rồng thiên long à. Khốn kiếp, ngươi dám cản đường ta à. Thuốc súc sinh to gan này, cả thiên giới mà ngươi định náo loạn hay sao? Ta không phải là súc sinh, ta không phải là thủy quái, mà ta là rồng thủy thần lôi điện. Ta lên trời để cứu cha của ta. Cầm mồm, trên thiên giới toàn là thần tiên, làm sao mà có cha của một con yêu tinh trên đó? Cái gì? Ngươi là rồng thủy thần lôi điện à? Khốn kiếp, đúng rồi, không lẽ ngươi là cái thứ cấu tam trùng của rồng thiên long cái phạm tội và tên thủy thần đó? Cầm mồm, cha mẹ ta không phạm tội, họ yêu nhau thì có gì sai? Chết tiệt, hàng chi thiên giới muốn diệt trừ cấu tập chúng như ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại trốn ở trần gian và trưởng thành như thế này. Tình khốn kiếp, ta không phải là cấu tập chúng, ta là kết quả tình yêu của cha mẹ ta. Họ là thần tiên, họ cũng có quyền yêu thương như sinh vật khác. Còn các ngươi là lũ máu lạnh, các ngươi dám đối xử nhẫn tâm với cha mẹ ta như thế, ta sẽ hủy diệt từng tên trong các ngươi. Cái gì? Ngươi dám chống đối cả thiên đình à? Được lắm, vậy thì ta sẽ cho ngươi tan thành mây khói rồi báo cáo với Ngọc Đế sao? Chịu chết đi. Mẹ kiếp, mạnh quá vậy, không thể nào, ta không thể thua được. Cha ơi, cha ơi, nhất định con sẽ cứu được cha.